cung phụng trên đĩa. Gần Nam Động rồi, là gần cái con tượng con trai cái này á. À cái này, cái này ở đây nè. Trời ơi, đồ chơi cung phụng rồi đặt xong, tại sao không thấy thay đổi? Các người không biết báo ơn gửi cho tao chút sao? Ê đừng có nói, nó hù cho bây giờ. Tao đang sợ gần chết. Đó, nó chỉ rồi đó. Động tác hai bức tượng không giống. Nghe nói camera và điện thoại có thể chụp thứ mắt thường không nhìn thấy. Thế nào không phải chuyện thuyết vô thị. Bây giờ mới còn chưa tin nữa. Đó, nó sợ rồi đó, mặt nó bắt đầu hoang mang kìa. Mình thường mơ thác mộng, cũng hay xem phim kinh dị, cứ tưởng đã không còn sợ mấy thứ này, kết quả gặp phải thứ sợ hãi. Thấy không, người ta mặc đổ mồ hôi vậy là không sợ. Bạn May ơi, cố lên. Trời ơi, yên tâm, tôi sắp phá đảo con game này rồi. Rồi sao? Nó chỉ gì vậy? Chỉ với cục nè. Ơ, bấm nhầm rồi. Tìm tao. Mẹ. Đúng rồi, em cũng hết hồn rồi. Đây thật.